Hôm nay là mùa Du Lan báo hiếu của Phật giáo Việt Nam. Thì nhân đây tôi muốn gợi một số ý để cho quý vị hiểu mà mình hành trì đúng với chánh pháp để mang lại lợi ích cho tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta. Thứ nhất là Vu Lan Thắng Hội đó, thì nó phát xuất từ khi Đức Phật còn tại thế, mà do trưởng lão Mục Kiền Liên, Ngài có lòng hiếu thảo, cho nên sau khi thiền quán, Ngài thấy mẹ của Ngài sanh vào trong đường ngạ quỷ và chịu khổ vô cùng, cho nên Ngài mới thưa với Đức Phật, nhờ Phật chỉ cho cái phương cách mà cứu mẹ. Đó là cái phát xuất cái Du Lan báo hiếu của chúng ta. Nhưng mà sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì giáo pháp của Đức Phật bắt đầu mở rộng theo hai con đường, ta gọi là Bắc truyền Phật giáo và Nam truyền Phật giáo. Thì về Bắc truyền Phật giáo ấy, thì ta còn gọi đó là Đại thừa Phật giáo. Cho nên có một cái nhìn mà nó sâu sắc hơn là Nam truyền. Tuy nhiên thì cái lễ Du Lan ở bên Nam truyền cũng vẫn giữ, nhưng mà chỉ có khác là cái ngày tháng, tức là giữ là cái truyền thống của Phật giáo chúng ta đó, là lễ Du Lan là sau khi chấm dứt mùa kiết hạ an cư. Ta gọi là kiết hạ tại vì á, truyền thống của chúng ta đó, là nó có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhưng mà Ấn Độ cổ đó, thì nó chỉ có ba mùa thôi: mùa mưa, mùa khô và qua tới cái mùa đông. Nó có ba mùa. Thì chính của nó đó là mình kiết hạ an cư đó là nhằm vào mùa mưa. Nhưng mà theo cái tinh thần Đại thừa thì vẫn giữ cái ý chính của nó là mùa mưa. Cấm túc an cư là mùa mưa. Nhưng mà mùa mưa đó thì ở trên trái đất của mình đây nó không đồng nhau. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta mùa mưa thì ở bên cái châu đại dương của nó đó là mùa khô. Cho nên nếu mà bên châu đại dương đó mà họ an cư vào cái mùa của chúng ta đây đó, là họ an cư nhầm mùa khô chứ không phải mùa mưa rồi. Cho nên tinh thần Đại thừa đó thì nhắm vào cái chỗ an cư mùa mưa, thì khi nào mưa nhiều đó thì chư tăng an cư. Còn khi nào mà hết mưa đó, nắng ráo đó, thì chư tăng đi truyền bá. Đây là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta, có trí tuệ thì chúng ta thấy vậy. Tại Đức Phật chủ trương chúng ta nhìn thấy rõ là mùa khô thì chúng ta đi lại dễ dàng, cho nên ta đi lại để truyền bá. Mùa mưa đi lại khó khăn, cho nên chúng ta cấm túc để tu. Đây là hai mùa, mùa khô và mùa mưa. Mà mùa mưa đó cũng là cái mùa mà tất cả các nước theo nông nghiệp họ làm lụng vất vả.
Họ làm suốt cả ngày, họ không còn thì giờ. Cho nên trong cái mùa mưa đó, thì chúng ta có tổ chức đi truyền bá chánh pháp theo tinh thần Đức Phật đó, thì cũng không thuận lợi. Tại vì tất cả mọi người đều bận rộn hết, thì chúng ta thuyết pháp cho ai nghe? Cho nên đây là cái điều mà quan trọng. Thành ra đạo Phật là đạo có trí tuệ, thì tăng ni chúng ta cũng phải thấy chỗ này, mà không nên chấp. Tôi hồi trước thì tôi cố chấp, cho nên khi thọ giới xong là cứ mùa mưa là tôi cấm túc an cư, tôi không ra khỏi chùa. Thì khi mà làm trưởng ban hoằng pháp thì Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng tới thăm tôi. Hòa Thượng dạy, nếu trong mùa mưa thì tăng ni người ta cấm túc an cư, tập họp được một chỗ, mà thầy làm trưởng ban hoằng pháp mà thầy không đi giảng dạy, thầy chờ hết cái mùa mưa rồi nữa, tăng ni chùa nào về chùa đó hết rồi thầy đi giảng dạy cho ai? Cho nên chính cái lời khai thị đó của cố Hòa Thượng Trí Thủ mà tôi mới bắt đầu đi giảng vào mùa mưa. Cho nên từ năm 1982 thì suốt 25 năm tôi làm trưởng ban pháp, cứ hay tới mùa mưa nữa thì tôi bắt đầu đi suốt từ miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Cái mùa đó nó trở thành cái mùa hoằng pháp. Thì đương nhiên nó khác với Đức Phật dạy hoằng pháp ở mùa khô, nhưng mà tôi thì hoằng pháp mùa mưa. Cho nên chỗ này nó rất là quan trọng. Và theo Đại Thừa, chúng ta thấy cái nào cần, cái nào hợp lý thì chúng theo làm, chứ không phải mà cố định. Thành Đức Phật nó không có một pháp nào cố định mà làm cho người ta chứng vô thượng Bồ Đề. Pháp là luôn luôn thay đổi. Cho nên bốn mùa, ba mùa và trên trái đất này đó, nó luôn luôn xoay chuyển, nó không bao giờ giống nhau hết. Ngay bây giờ đó, chúng ta là sáng, nhưng mà giờ này đó, là ở bên Mỹ có thể nói là 8 giờ tối, 9 giờ tối, 10 giờ tối đó. Và bên Âu Châu cũng vậy. Tại bên Âu Châu phần nhiều là cách chúng ta là 6 tiếng. Mỹ, Châu thì cách chúng ta vào khoảng 12 tiếng. Cho nên cái thời gian hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nó lấy cái chỗ này mà đem đặt chỗ khác đó, thì không đúng. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, Ngài dạy chúng ta này, đi hoằng pháp đó, thì căn cứ ở bốn việc. Bốn việc: giáo, cơ, thời và quốc. Cho nên giáo lý của Đức Phật đó, thì chúng ta phải lựa. Phải lựa cái nào thích hợp với ta thì ta thực tập. Cái nào thích hợp với căn cơ trình độ chúng sanh đó, thì ta đem cái đó ra ta dạy cho họ. Chứ không phải dạy những cái gì mà ta có, mà ta nên dạy những cái gì mà họ cần. Thế nên chúng ta dạy những cái điều họ cần đó, thì họ mới biết ơn chúng ta, quý trọng chúng ta, và họ mới có lợi ích trong cuộc đời này. Cho nên các vị thiền sư cái khi đắc đạo rồi, họ không phải đi giảng giáo lý, nhưng mà đi tới chỗ nào là nhằm cái mục tiêu lợi ích cho chúng sanh ở chỗ đó, có rõ là mục tiêu. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho chư thiên và loài người mà các ngài đi hành đạo, các ngài đi thuyết pháp. Cho nên khi mà các thiền sư đắc đạo thì họ ở bên Trung Quốc, họ ở bên Hàn Quốc, nhưng mà họ sang Nhật Bản truyền giáo thì không phải là mang giáo lý qua bên đó dạy đâu, nhưng mà đi truyền nghề, đi hoằng pháp nhưng mà đi truyền nghề.
Đầu tiên đó, Hoằng Pháp Đại Sư mà mở ra một cái trường gọi nó là học nghệ đại học. Cái trường này là dạy cho tất cả người dân Nhật học ngành nghề để có thể sống được, có thể phát triển được. Cho nên Ngài dạy nghề mà được vua tặng cho cái danh hiệu là Hoằng Pháp Đại Sư. Đi Hoằng Pháp không phải thuyết pháp, nhưng mà dạy nghề là pháp. Cho nên pháp nó là sự sống. Pháp nó là sự sống. Ngữ ngôn văn tự nó là một ở trong các cái phương tiện cho cuộc sống. Cho nên đầu tiên là Ngài là cái người mà chế tác ra chữ Nhật ngày nay. Hoằng Pháp Đại Sư là cái người chế tác chữ Nhật. Ngày xưa chữ Nhật không có, không có chữ Nhật. Cho nên Ngài mới lấy cái chữ Hán, nhưng mà Ngài ký âm thành ra tiếng Nhật. Cho nên đây là cái chữ Nhật là do Hoằng Pháp Đại Sư chế. Đầu tiên là Ngài truyền bá là phải dùng văn tự, dùng ngôn ngữ. Cho nên cái này một trong những phương tiện, tức là dạy người ta về văn tự, dạy người ta về ngôn ngữ, để người ta có thể truyền thông được cho nhau. Cái này cái bước ban đầu này. Cái này là cái sự cần thiết trong một xã hội. Cho nên Ngài dạy ngôn ngữ, dạy văn tự, cho người ta biết viết, người ta biết đọc, người ta biết trao đổi với nhau. Cái này cái thứ nhất. Thứ hai đó, là Ngài dạy tất cả các cái nghề cần thiết. Thì trong xã hội lúc bây giờ nữa, cái gì cần thiết nhất trong cuộc sống, tức là ngành y, tức là thuốc. Dạy người ta một cái thuốc để chữa bệnh, chưa dạy giáo lý đâu. Dạy ngôn ngữ văn tự, rồi dạy người ta làm thuốc để chữa bệnh. Cho nên thấy ông sư đi ra đường ấy, thì ta nghĩ đây là ông thầy thuốc. Có việc gì đó, thấy ông sư tới, đương nhiên những người bệnh người ta vui mừng là ông sư này tới cứu. Cho nên đây là cái cần của xã hội, tới dạy làm nghề làm thuốc, và các nhà sư này nữa là bốc thuốc để mà chữa bệnh cho dân. Và các cái chùa đó, thì trong vườn chùa đó, thay vì trồng cây kiểng thì Ngài cho trồng cây thuốc. Thế nên tất cả trong vườn chùa đều trồng cây thuốc. Để ai có tới chùa đó, thì cái trường hợp này xin chữa bệnh, thì Ngài ra vườn chùa, Ngài hái lá thuốc này đó, mà cho họ về để họ uống lành bệnh. Rồi kế tiếp theo đó, Ngài dạy nghề. Dạy nghề, những cái nghề mà cần thiết. Cái nghề cần thiết, cái này gì nữa? Tức là dạy cho người Nhật là biết làm những cái bồn đựng nước, làm những cái nồi nấu ăn. Cái này cần thiết. Tức là làm bồn đựng nước để chứa nước, làm nồi nấu ăn để nấu thức ăn. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên dạy nghề cho họ. Thì cái trường hợp này đó, khi mà đi Hoằng Pháp đó, thì người ta nhắm vô chỗ này. Tức là truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà truyền bá giáo pháp là nhắm vô cái vấn đề nâng cao cái đời sống cho con người. Thì bây giờ đã cho họ ăn uống no đủ rồi, chữa họ lành bệnh rồi, thì bây giờ thuyết pháp họ mới nghe được. Thuyết pháp mới nghe được. Đói không thể nghe pháp được. Cái người mà bận rộn suốt ngày không nghe pháp được. Nhưng mà nâng được cái đời sống lên, có được đời sống ấm no rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, người ta mới bắt đầu học giáo lý và ứng dụng giáo lý vào trong cuộc sống để được giải thoát thực sự. Tại vì khi mà học nghề rồi, kiếm tiền được rồi, thì lòng tham con người nữa, theo cái kiếm tiền này nữa, mà bận rộn suốt đời. Cho nên chúng ta thấy những nhà tài phiệt, những nhà kinh doanh
là những người bận rộn nhất. Ta nói có nhiều người đó, tỷ phú nhưng mà không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để ngủ nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà ăn và ngủ cũng không có thời giờ thì vấn đề tu học chắc chắn cũng không có. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên nhiều người giàu có mà tới thăm tôi nữa thì chỉ nghĩ tới vấn đề thôi, cúng dường thôi. Cúng dường cho thầy để thầy làm Phật sự giùm con, phải không? Con bận quá đi. Tôi bận suốt cả ngày, không có thời giờ ăn, không có thời giờ ngủ nữa. Thì cái trường hợp làm sao? Cho nên nhờ thầy cúng dùm. Đây là điều quan trọng. Nên tất cả các tử nên thấy cho này. Cho nên lúc bây giờ mình mới dạy họ, dạy giáo pháp của họ. Nhưng mà giáo pháp phải ứng dụng vào đúng cái chỗ này. Chứ không phải là bây giờ đó, mình có một bài á, là tứ niệm xứ cứ đem ra dạy mãi vô đó không có. Thầy tứ thánh đế đem ra dạy thôi vậy. Cho nên người nào mà cần học tứ thánh đế mình dạy tứ thánh đế. Người nào mà cần thực tập sáu pháp ba la mật thì dạy ba la mật. Người nào mà muốn lên trời thì mình dạy cho họ thập thiện nghiệp đạo. Dạy thiết thực trong cuộc sống mà họ tu hành, họ cố họ thực hành cho được cái này này. Thì thấy cái người này có thể làm được thì mình mới dạy. Còn họ không làm được thì cũng không dạy. Họ không muốn làm thì mình cũng không dạy, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất mà các vị đó, là những nhà truyền giáo trong tương lai. Thì với kinh nghiệm tôi muốn nhắc lại cho mình chút. Cho nên ứng dụng vào trong cuộc sống của con người, làm cho con người sống tốt đẹp hơn. Rồi từ cái chỗ đó đó mới nâng cao cái đời sống tinh thần của họ, tức là giáo pháp của Đức Phật. Mới chỉ cho họ một cái xa hơn, lúc bây giờ họ có thời giờ mà họ có trình độ rồi thì họ mới có thể nghe, có thể hiểu và có thể thực tập được. Tại vì sự thật đó, mà suốt đời lo đi kiếm tiền thì bây giờ đó, cái khi chết đó, tiền có cứu mình được không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Mình lo mình kiếm tiền, rồi khi mình có nhiều tiền quá rồi đó, mình chết rồi đó, thì cái linh hồn của mình đó, cái nghiệp này đó, nó kẹt vô cái tiền này. Cho nên cứ nghĩ tới tiền, nghĩ tới nhà, nghĩ tới đất, nghĩ tới tất cả việc này đó, thì cuối cùng làm gì? Làm quỷ, phải không? Làm quỷ giữ của. Cho nên rất thực trong cuộc sống mà mình khuyên họ, mình dạy họ, họ hiểu, họ nghe được. Cho nên những cái lâu đài cổ, phần nhiều người ta vô đó, ta ở, ta thấy lạnh, ta thấy sợ. Mà ban đêm đó, nhiều khi người ta lại thấy có những cái người xuất hiện. Cho nên khi họ hỏi tôi điều này đó, tôi nói đúng rồi. Đây là những người chủ ở đây, những người chủ ở cái nhà này, cái lâu đài này, này. Họ chết rồi, nhưng mà họ nghĩ tới cái công lao của họ bỏ ra để xây dựng cái này. Tại vì nghĩ như thế này cho nên là họ không thể bỏ đi được. Không bỏ đi được tức là không đi đầu thai được, mà không sanh lên các cõi khác được. Cho nên họ phải ở đây. Ở đây thì cái trường hợp tối mình ngủ nữa, thì mình cũng cái hồn, họ cũng cái hồn. Cho nên hai cái này gặp nhau. Thành ra có những người nữa, vô ở trong cái nhà này nữa, thì nói tối sao thấy người tới xua đuổi. Mình đang ngủ trên giường như vậy đó, mà thấy ai xô mình rớt xuống đất. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì lúc bây giờ đó, mình đem cái thực tế này ra, mình dạy có thực trong cuộc sống này, thì cái người này nghe họ thức tỉnh lại. Thức tỉnh lại. Tức là trong cuộc sống thì mình cần vật chất chứ không phải không cần. Nhưng mà cần tới mức nào? Cần tới mức nào vừa đủ đấy. Thành ra một tỳ kheo thì Đức Phật dạy chỉ ba y một bát thôi. Một y một bát được. Nhưng mà lạnh hay cần thay đổi thì thêm ba y. Ba y để cho có thay đổi, phải không? Vừa đủ rồi.
Thành một ngày ăn một bát đủ rồi. Một thầy tỳ kheo mà tu đó, thì một ngày ăn một bát đó, hoặc là hai ba ngày ăn được bát đó, thì thường thường người nó hơi gầy đi một chút, nhưng mà nó khỏe hơn, tốt hơn. Còn một người đó mà một ngày ăn ba bốn bát, một ngày ăn bốn năm lần á, thành quý vị bây giờ đã sang bên Mỹ thấy không? Cho nên sang bên Mỹ tôi thấy đó, những người ăn quá nhiều cho nên đó, người nào trọng lượng cơ thể cũng trên 100 kg hết nữa. Sợ quá. Thấy mà sợ luôn đó. Nhưng mà càng mập càng béo rồi đó thì lại càng ăn dữ nữa, nữa. Càng ăn nhiều hơn nữa. Đây là cái điều quan trọng đó. Mà những cái người này đó, họ cố ăn nhiều như vậy đó thì sao? Khi mà họ chết rồi đó, họ quen cái tánh ăn. Quen cái tánh ăn rồi đó thì họ làm quỷ đói. Tức là lúc nào cũng nghĩ tới ăn mà lúc nào cũng muốn ăn. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điều này là quan trọng nhất. Khi tôi thực tập đó tôi thấy cái này rất là rõ. Thành ra con người mình đây đó, thiệt ra đó, khi mình tu mình phát hiện được và thực tập được đó, thì mình được giải thoát. Thành ra tôi nói thấy thì mình có một cái ba cái đói khác nhau. Tức là cái đói thứ nhất là cái đói của cơ thể, cái đói của tế bào, cái đói của tế bào. Tại vì các cái tế bào nó thiếu dinh dưỡng, cho nên mình cảm thấy đau nhức, cảm thấy mệt mỏi. Cái này Đức Phật dạy mình rồi. Tại nên khi Đức Phật mà nhập định nhiều ngày không ăn thì tất cả các cái tế bào ở trong cơ thể nó đều ốm đói hết, tức là bỏ đói nó. Mặc dù nó chưa chết nhưng mà nó hành hạ mình cảm thấy đau nhức toàn thân. Cái này là đói của cơ thể. Cho nên khi mà đói của cơ thể nó sâu nhất, nó tới chỗ Đức Phật ngã quỵ xuống. Ngã quỵ xuống thì nhờ sư già ta cho một cái bát sữa đó. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật uống bát sữa xong đó, thì Đức Phật thấy khỏe lại liền. Thấy con người mình tự nhiên khỏe đó. Là bây giờ đó, cái bát sữa này nó bồi dưỡng cho các cái tế bào ở trong cơ thể mình, cho nên nó được ăn thì nó khỏe trở lại. Thì nó tế bào khỏe cho nên thân thể mình cảm thấy khỏe. Còn mình ăn quá nhiều đi, thừa đi, thì nó lại sanh ra những cái tế bào mà dị dạng đấy. Đưa tới chỗ bị béo phì, bị ung thư là cái chuyện này bình thường. Tức là cơ thể mình tạo nên những cái tế bào không bình thường, cho nên nó trở thành ra nhiều cái bệnh không thể tính trước được. Cho nên tôi nhờ thực tập cái này nữa, mà suốt đời tôi nó ít đi bệnh viện. Ít đi bệnh viện là tôi nhờ cái này. Cho nên khi nào tôi có cái cảm giác cái thân này nó đói, tế bào nó đòi hỏi, thì tôi chỉ bổ sung cho nó một số lượng thực phẩm cần thiết thôi, chứ không cho dư nữa. Không cho dư. Cho nên một thầy tỳ kheo là Đức Phật khuyên đó, mình ăn vừa đủ hoặc là ăn thiếu một chút, thì cái này thuận cho cái vấn đề tu hành. Cái này thân đói, mình không nên bỏ đói nó. Mình bỏ đói nó thì nó chết đi, thì mình không có cái gì để mà mình tu, mình thực tập trong cuộc sống. Nhưng mà mình vì cái thân đói này bồi dưỡng cho nó quá sức á, thì nó trở thành cái nghiệp, nó ảnh hưởng cho cái tâm trong này. Cho nên bây giờ đó, nó tới cái đói thứ hai. Thiệt ra cơ thể mình chưa đói, cơ thể mình chưa đói, tế bào chưa cần thiết bổ sung. Nhưng mà tại vì đó, mình thấy thức ăn, phải không? Mình thấy thức ăn, cho nên tự nhiên mình khởi lên cái ý muốn ăn. Tại thấy thức ăn cho nên muốn ăn cho nên mình ăn thì thân mình không cần, tế bào nó không cần, nhưng mà mình nhồi nhét vô. Thì quý vị sau khi mà bội thực thì thấy sao? Thấy mình mệt,
khó chịu, tụng kinh không được, ngồi thiền không được. Cái này kinh nghiệm tôi thấy rõ. Tại thấy thức ăn ngon muốn ăn cho nên ăn, ăn xong rồi đó thì cái trường hợp đó. Cho nên tôi phát hiện ra cái điều này đó. Cho nên cái khi mà trai tăng cúng dường, cho nên thức ăn nhiều bao nhiêu đi nữa đó, thì tôi cũng ăn vừa đủ cái lượng của cơ thể, và có thể cho nó thiếu đi một chút chứ không cho dư. Đây là cái kinh nghiệm tu thôi, cho nên tôi cảm thấy nó giải thoát được nhờ cái này. Thì từ cái chỗ này đó, mình khi mà đói con mắt đó, thì cái này mình khắc phục được. Tại cơ thể thì nó đòi hỏi mình phải bổ sung, nhưng mà đói con mắt đó, tức là thấy thức ăn ngon muốn ăn thì thôi mình không ăn. Mình biết cơ thể không cần, thôi mình không muốn ăn. Mình không muốn ăn cho nên mình không cần ăn. Còn loài người đó thì có một cái ác là bày ra thức ăn này, thức ăn kia, thức ăn nọ, đủ thứ thức ăn hết đấy, để mà kêu gợi cái tánh muốn ăn của con người. Thế nên tôi có một lần mà đi sang Đài Loan, thì lúc bây giờ nữa, họ đãi cho mình một cái bữa ăn, đãi bữa ăn mà bây giờ họ nói là thực hiện đúng, đúng theo lời Đức Phật dạy, là thức ăn 100 món, phải không? Trái cây 5 màu, đấy, dọn cái lễ cúng như vậy đó. Tức họ tính xong họ dọn cho đủ 100 món ăn, 100 món ăn này quý vị ăn không? 100 món ăn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tôi mới ăn mỗi một món ăn, ăn một chút xíu thôi, nhưng mà mới có 5 món ăn là tôi thấy đủ rồi. Mà người ta dọn tới 100 món ăn mà người ta làm đủ cách hết đó, để cho những người ham ăn đó là thấy cái này là ăn. Thậm chí mà những người ham ăn đó, ăn chưa đủ 100 món đó, thành mới ăn có mấy chục món đó, mà thấy bụng no rồi, thôi ra ngoài móc cổ cho ói ra, vô tiếp tục ăn nữa, phải không? Nên cái này gì? Ham ăn. Cho nên cái tánh này nên khắc phục. Thành ra người xuất gia khắc phục, nhưng mà người tại gia có điều kiện cũng nên khắc phục. Khắc phục cái tánh ham ăn. Ăn như vậy không có lợi, không có lợi cho cơ thể. Tại vì thấy thức ăn nhiều, muốn ăn thử một món một ít để biết hết. Nhưng mà 100 món làm sao ăn hết? Cho nên chỗ này quan trọng nhất. Thì tới một cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba là đói cái tâm. Đói cái tâm. Thân chưa đói, con mắt cũng không có thấy được thức ăn. Nhưng mà cái tâm của mình, tức là cái nghiệp ăn của mình quen rồi. Cái nghiệp ăn, cho nên chỗ này các tỳ kheo nên tự kiểm tra lại mình. Cho nên nhiều khi đó ngồi đó, nhưng mà thay vì mình thiền quán thì lại cứ nghĩ tới món ăn, phải không? Nghĩ món ăn này, nghĩ tới món ăn kia, nghĩ tới món ăn đó, nghĩ tới thức ăn nhiều. Cho nên cái này tâm, tâm đói. Tâm đói chứ thân không đói. Mà tâm này thì gọi là nghiệp. Thành cái tâm của mình đó, nó có 2 phần. Cái phần chân tâm và phần vọng thức. Vọng thức thuộc về nghiệp. Vì vậy đó, mà mình tu hành đây đó là cố làm sao xả được cái thức để còn giữ lại tâm. Cho nên quan trọng là chỗ này. Xả cái thức, mà cái thức này muốn ăn chứ cái tâm đâu muốn ăn. Tại vì cái khi mà mình tu đó, mình thực tập mà xả thức được rồi đó, tức là xả cái tánh mà muốn ăn này, xả nó được rồi đó, thì cái tâm bên trong nó không muốn ăn. Tâm bên trong nó không muốn ăn, cho nên nhiều khi thấy thức ăn cũng không muốn ăn. Cũng không muốn ăn. Mà cơ thể của mình nó đòi hỏi, chứ không phải tâm đòi hỏi, cho nên tâm không muốn ăn. Cho nên chỗ này đó mình đạt được cái giải thoát. Mà cố gắng thực tập cho được cái này đó, thì quý vị dễ
chứng được cái sơ quả Tu Đà Hoàn. Chứng được cái sơ quả là nằm chỗ này đó. Cái khi đó mà xả được cái thức muốn ăn này, còn lại cái tâm không muốn ăn đó, thì cái trường hợp này đó, dầu có thức ăn dọn lên ngon mấy đi nữa, bắt mắt đi nữa cũng không muốn ăn. Mà nhiều khi cơ thể mình đói đó, mà mình cũng không muốn ăn. Mình không muốn ăn nhưng mà lúc bây giờ mình nghĩ thôi, nếu mình không ăn thì cái xác này sẽ hoại, cho nên mình ăn một ít đó để mà nuôi nó, cái xác này để mình hành đạo, để mình độ sanh. Tại mình biết không ăn thì chết đó. Mà chết thì khi chưa đắc đạo thì cái này rất nguy hiểm, cho nên cần lưu cái xác này lại để mà mình cố gắng thực tập cho đến đắc đạo. Tại nó còn cái xác này nữa thì mới thực tập được, nhưng mất cái xác này thì đâu thực tập được. Mất xác này rồi thì mình tức là tùy theo nghiệp mà thọ sanh, sanh vào trong sáu đường sanh tử này rất là nguy hiểm. Vì vậy đó mà nhờ có cái xác này mình biết nó đói con mắt hay nó đói cái bụng, tức là tế bào đói, cơ thể đói, hay nó đói cái tâm, vọng thức đói. Thành ra ba cái này đó mình xả hết đi thì mình còn lại cái tâm. Còn cái tâm của mình đó, thì cái chỗ này đó, còn cái tâm xả thức được đó, thì chúng ta mới có thể có chánh niệm và mới có thể vào định được. Mà có chánh niệm vào định đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta không thấy cần muốn ăn nữa, không cần ăn, không cần uống hả? Không cần ăn, không cần uống. Thì cái này cái gì không cần ăn, không cần uống? Tức là tâm không cần ăn, không cần uống này. Tâm này là tâm giải thoát này. Cho nên khi mà có cái tâm giải thoát này hiện rồi đó thì sao? Mình thấy mình có cái xác này đó, cho nên mình đeo cái xác này đó, mình thấy nặng nề. Nhưng mà mình cần lưu nó lại đó để mà giáo hóa. Cho nên Đạt Ma Thiền Sư nó quải một chiếc dép ở trên vai đó là cũng cái ý nghĩa này. Tại cái chân linh của mình đó, thì nó hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà vì muốn giáo hóa chúng sanh cho nên lưu cái thân này lại, là cái chiếc dép đó là cái thân này. Cái thân mình coi như là một chiếc dép đó, để mình hành đạo. Chứ nếu mà không có cái thân này thì không hành đạo được, không độ sanh được. Cho nên nhờ có cái thân này, cho nên mình gánh cái thân này đi đó, thì cái này nặng nề hơn. Cho nên lúc bây giờ mình phân ra được đó, con người chân linh tức con người giải thoát và con người mà trần thế là sắc thân. Giữa cái sắc thân và cái chân linh đó, hai cái này mình thấy, mình phát hiện được. Thì khi phát hiện được cái này đó, thì chỗ này Đức Phật nói mình chứng được sơ quả, tức là Tu Đà Hoàn. Cho nên khi nào mình nghĩ tới thân này thì mình mới thấy cái thân này thiếu cần bổ sung. Nhưng mà mình vào định mình quên cái thân này đó thì mình không có thấy đói nữa. Cho nên chỗ này người ta gọi là vượt được bốn cái việc hàng nhiệt cơ khác. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu, cái này thực chứ không phải đâu. Cho nên cái khi mà áp dụng cái này đó thì tôi cảm thấy đó, khi mà trời nó nóng, thật là nóng, nhưng mà quý vị trụ trong chánh niệm, trụ trong chánh định, nhiều khi mình cũng thấy nóng, mình quên đi. Nhưng mà khi xả định ra hay xả thiền thì mình mới cảm giác nóng, thì cái này nóng của thân thể. Còn khi vào thiền là mình sống với cái tâm, cái chân tâm mình. Cho nên cái chân tâm mình thì không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc vật chất, cho nên nó không có bốn cái tướng hàng nhiệt cơ khác này. Thì cái này gọi là chứng được sơ quả, là vào được sơ quả là tới đây rồi. Mà cái người mà đạt được cái chỗ này rồi đó thì sao? Đức Phật nói là nếu còn tái sanh trở lại thì 7 lần nữa thôi thì nhất định họ đắc quả la hán. Thì cái những người này đời trước đã đạt được cái sơ quả này, tái sanh cuộc đời này họ đi xuất gia, họ là sa môn, thì họ cũng là một con người. Nhưng mà ta thấy cái sinh hoạt của họ nó khác hơn những người khác. Họ không có để ý tới ăn, mặc, ở, không để ý tới mấy chuyện này. Họ không để ý tới những cái tình cảm quỷ mị của thế gian, phải trái hơn thua không có này. Thành ra ta nhìn ta thấy những con người đó, chúng ta biết
họ là những người đắc sơ quả tái sanh lại, không lệ thuộc vật chất. Và Thượng Viên Giác á, Ngài có nói với tôi thế này. Ngài nói khi mà Ngài tu ở chùa Kim Quê Sa Đéc, tự nhiên sau đó mà có một cái ông thầy mà Ngài để ý, Ngài theo dõi, Ngài thấy lạ. Cái ông thầy này tu chung trong chùa, nhưng mà quanh năm suốt tháng ông không nói chuyện với ai hết. Ông nói chuyện với ai. Thành ra ông hành thiền, nhưng mà hành thiền ở trong tâm ông ấy. Ông lo ông sống với chân tâm ông. Thì ai hỏi ông cái gì ông không nói hết. Cái này là cái người tu, tu thực. Cái người mà chứng sơ quả rồi tái sanh trở lại cũng là người, nhưng mà khác hơn những người khác. Thành ra mấy thầy khác đó, thì kẹt vào vật chất, cho nên phải mua sắm, phải không? Phải ăn mặc, phải cái này, phải kia. Còn ông thầy này không có cái này. Rồi ai cúng cho ông tiền bạc gì đó, khi mà chia cho ông đó, thì ông để đó. Ông để đó, ông không quan tâm tới cái này nữa. À, chia phần ông thì để, ông để đó thôi. Thì cuối cùng đó, ông nói ngày mai đó, tôi về Phật, thôi tất cả cái phần tứ sự cúng dường này đó, quý thầy nào cần thì lấy mà dùng. Đơn giản như vậy. Đơn giản vậy thôi. Thì ngày mai đó, đúng ngày mai đó, thì ông này không bệnh gì hết, nhưng mà ngồi im lại niệm Phật rồi đi. Các vị thấy, cho nên khi mà mình ráng tu mà chứng được tới cái chỗ này rồi đó, thì trong kiếp tái sanh mình không sợ nữa. Dầu có tái sanh trong loài người thì mình cũng không lệ thuộc vật chất. Cho nên ở trên đời này mà người nào không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc tình cảm, phải trái quỷ mị nữa, thì cái trường hợp này nữa, bảo đảm là họ không bao giờ đọa ba đường ác nữa. Cho nên trên bước đường tu, cái bước đầu này mình phải cố gắng mình làm cái này. Mà cái khi mình làm được cái này rồi đó, ráng làm được cái bước đầu này rồi đó, thì lúc bây giờ cái bước thứ hai đó, mình mới có khả năng là độ cho những người mà đau khổ đang ở chung quanh mình. Thế nên bây giờ mình ở đây, thì chung quanh mình đây đó, nó có vô số người ở đây này, vô số loài ở đây, nhưng mà dùng mắt không bao giờ thấy được, chỉ có dùng tâm mà cảm được, mà trụ định rồi thấy được. Người mà chứng được sơ quả là thấy được. Đây là trên bước đường tu, tức là thấy được. Anh đã thấy được cái gì ở đây? Đầu tiên quý vị thấy gì? Thấy cái mảnh đất mà chúng ta đang ở đây nè, cái giảng đường mà chúng ta đang ngồi đây. 50 năm trước nó là vùng chiến tranh mà chết nhiều nhất ở đây. Cái vùng này bây giờ những người mà họ chết ở đây rồi, đương nhiên cái này họ chết nhưng mà họ chưa thỏa mãn được cái nguyện của họ, cái mong muốn của họ, thành họ làm sao vãng sanh được, làm sao đi đầu thai được, cho nên là vẫn ở đây. Cho nên những người chung quanh mình này, cho nên tất cả các thầy tỳ kheo mà thường sống ở trong chánh định, trong chánh niệm đó, mình tụng niệm lễ bái cầu nguyện đó, những người này họ nghe này. Cho nên họ nghe đó, không phải họ nghe cái tiếng tụng của mình, nhưng mà họ nghe cái tâm của mình. Cho nên đó, thầy nào tụng kinh bằng cái tâm đó, thì mới độ được những người này. Còn thầy nào tụng kinh bằng cái miệng không nữa thì những người này không có lợi gì hết. Họ có nghe được đâu. Nhưng mà có cái tâm mình nghĩ tới những người mà họ chết ở trong cái khu đất này, họ oan ức, họ chưa giải thoát được đó. Mình nghĩ tới họ đó, mình tụng kinh đó, mà tụng cũng bằng cái tâm của mình đó, thì cái trường hợp này họ nghe được. Cho nên cái tụng niệm lễ bái của mình là phải có cái cảm tâm thì nó có cái kết quả. Thế nên từ cái chỗ cảm tâm này mà nó đi tới chỗ vô tâm,
Thành ra vô tâm và vô niệm thì chỗ đó gọi là chánh niệm. Trên bước đường tu đó, tôi thực tập tôi thấy cái này. Đây là một cái sự thật ở trong cuộc sống tu hành của mình. Cho nên tăng ni chúng ta cần phải cố mà thực tập cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta sẽ thấy có kết quả. Cho nên cái khi mà tu như vậy đó, thì lúc nào đó, mặc dù tôi thường tụng kinh một mình, tụng kinh một mình ở trong đêm khuya, tôi thường thường là quen từ hồi đi tu tới bây giờ là 3 giờ sáng là tôi dậy rồi, tôi tụng kinh. Ở đâu tôi cũng tụng kinh. Thành ra khi tôi tụng như vậy đó, ban đầu tôi có cái cảm giác là chung quanh tôi nó có nhiều người, có nhiều người tới nghe kinh. Những người tới nghe kinh này là những người vô hình, cho nên nó không thấy bằng mắt, nhưng mà thấy bằng niềm tin, thấy bằng cái cảm giác của mình. Đây có. Cho nên cái chỗ nào mà người âm ở nhiều nữa, quý vị đi tới chỗ đó sợ, cảm thấy nó lạnh, cảm thấy nó ớn lạnh. Mà trụ tâm trở lại đó, thì mình thấy hình như ở đây nó có nhiều người. Có nhiều người ở đây, mà người đói, người bệnh, người bị thương, người thế này, người thế kia, đủ thứ hết. Thì cái chỗ này nó có cái đặc biệt nhất. Khi chúng ta tu đó, mà ta độ cho những người này, độ cho những người này quan trọng. Cho nên mình, để mình có cái mong sơn thí thực, cái này rất là hiệu nghiệm. Cho nên mình đọc những câu chú mình biết gì hết. Nhưng mà những câu chú này đó, nó có một cái linh nghiệm lạ lùng. Cho nên câu chú đầu tiên mình tụng là gì? Phá địa ngục, phải không? Phá địa ngục chứ. Câu này mình thường đọc nhất. Cho nên phá địa ngục. Rồi đó, những cái câu mà biến thực biến thủy, những cái câu này đó, câu thần chú, nếu ta tụng bằng cái tâm của chúng ta và đi tới cái chỗ vô tâm đó, thì tất cả các cái loài quỷ đói này đó, đều nghe được và ăn được. Họ không tự ăn được, tại đâu còn cái thân xác đâu mà ăn, cho nên mình cúng bao nhiêu vẫn còn đủ bao nhiêu hết. Mình đem bày ra cúng rồi nó cũng thấy còn đủ hết. Cúng cho mấy thầy tỳ kheo ni này nè, mấy thầy ăn hết. Nhưng mà đem ra mình cúng cho mấy người kia đó, mình cúng rồi đó, mình nhìn kỹ lại thấy không có ăn. Nhưng mà họ có ăn không? Họ ăn là họ nhờ mật ngữ, mật chú. Họ nhờ cái niềm tin của mình, họ nhờ cái công đức tu hành của mình mà ăn được nhé. Thế nên khi Đức Phật còn tại thế đó, thì có một cái loài ngạ quỷ mà nó tới, nó thưa với Đức Phật, con đói quá, phải không? Con khát quá đó. Thì bây giờ đó, cái công đức của Đức Phật, cái chánh niệm của Đức Phật đó, Ngài mới nói ra một cái ngôn ngữ đặc biệt mà nói nước đây này, tụi con uống đi, cơm đây này, tụi con ăn đi. Thì khi Đức Phật nói như vậy đó, thì tất cả các loài ngạ quỷ này nó thấy là cơm, nước, ăn uống đầy đủ. Tại bây giờ nó không có ăn, nó có cái thức thôi, cái thức muốn ăn của nó đó. Cho nên tôi thường nói là cái đói bằng cái tâm này, đói bằng cái tâm này rất nguy hiểm. Đói bằng cái tâm này nữa, cái khi mà mình chết rồi đó, mình thành ngạ quỷ đi. Tại vì mình đâu còn cái thân, mình đâu còn ăn được. Mà cái tâm đói, thì khi mà cái tâm đói, cái thân này ăn thì cái tâm hết đói, nó thỏa mãn được. Nhưng bây giờ cái tâm đói mà không còn cái thân, ăn không được. Ăn không được thì phải đói, phải thành ngạ quỷ thôi. Cho nên lúc bây giờ nữa, nhờ cái lực của Đức Phật, nhờ công đức Phật mà xóa cái nghiệp đói của nó, nghiệp tâm. Cho nên cái loài ngạ quỷ này cảm thấy mình no đủ hơn. Cho nên nhiều khi quý vị cũng có gạo, muối và nước thôi. Tôi hồi nhỏ đó, nên cúng, tôi nghĩ là nhiêu đây làm sao mà đủ cho nó ăn được, phải không? Đây cái điều này quan trọng chứ.
Tại vì trên bài vị mình thờ là tam thế quan gia cù thù, quán hận tất cả này. Nhiều quá, mà có nhiêu đây sao ăn? Nhiêu đây sao ăn được? Thì nó nhờ ăn đó, nó nhờ ăn đó là nhờ nếu mà mình trì chú, mặc dù mình trì chú mình không biết cái này gì hết, nhưng mà nhờ trì chú cho nên cái tâm mình tập trung vô chú cho nên mình thanh tịnh. Cho nên chú người ta không cho dịch ra là vậy đó. Tại dịch ra mình hiểu nghĩa hết rồi đó thì mình không thanh tịnh được. Còn không biết gì hết đó, thì cái này không thanh tịnh. Cho nên chỗ này nó có cái điều rất là quan trọng. Rất là quan trọng mà quý vị đó suy nghĩ cho kỹ thì nhận ra được. Cái chỗ này, cái người mà học rộng nghe nhiều đó, phần nhiều ít được giải thoát, không? Khó chứng được. Nhưng mà nhiều khi đó, cái người mà không biết gì hết đó, lại đôi khi họ chứng được. Cái đây là điều quan trọng. Cho nên ở trong đạo chúng ta có hai con người đặc biệt. Trong cái thời Đức Phật là có ông Bạc Đặc, Đắc Hoa là hắn. Sau Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì có Tổ sư Huệ Năng, Đắc Hoa là hắn. Tổ sư Huệ Năng là người không biết chữ. Ta nói người không biết chữ nhưng mà ngộ được, chỗ này tốt. Còn cái người biết đôi khi kẹt ngữ ngôn văn tự. Kẹt ngữ ngôn văn tự mình học rồi đó, thì quý vị học tăng này thấy thầy giáo thọ này nói thế này, thầy giáo thọ kia nói thế kia, thầy giáo nữa nói này. Mấy thầy giáo thọ nói nhưng mà không đồng nhau, không giống nhau, không chấp nhận nhau. Thì như vậy đó là rớt vào chỗ tranh cãi. Nhưng mà tu của mình đây đó, học đó là nói như vậy đó. Nhưng mà tu đó thì xả hết. Tức là bỏ hết để mình thấy cái đồng nhất. Khi mình thấy được cái đồng nhất đó, thì mình được giải thoát. Cho nên tôi tu Đại Thừa thì tôi đi tới chỗ đồng nhất, tôi không có cái mà sai biệt. Cho nên ai nói cái gì tôi thấy nó cũng phải hết. Thấy nó cũng đúng hết. Họ đúng ở chỗ nào? Đúng theo cái nghiệp của người đó, đúng theo cái tâm của người đó, đúng theo cái hiểu biết của người đó, phải không? Mà ở trên đời này đó, cái hiểu biết đâu có ai giống ai đâu. Trình độ không ai giống ai hết. Thì cái trường hợp này đó, mình cứ muốn cho giống một thành một có thì không có. Tôi nói chỉ lên Niết Bàn mới có cái này. Lên Niết Bàn mới có cái này. Thành ra khi mà sáng mắt rồi đó, thì mình nhìn mình thấy sự vật này đó, ai cũng giống ai hết. Ai cũng thấy giống nhau. Nhưng mà khi mù mắt đó, mà rờ đó, thì cái trường hợp này đó, không ai giống ai hết. Cho nên Đức Phật thường nói ngoại đạo đó, họ hay tranh cãi nhau là chỗ này. Cho nên chúng ta tu thì không rơi vào chỗ ngoại đạo. Mà đi vô cái chỗ mà Phật đạo của mình đó, tức là trí tuệ. Phải làm sao mà tâm cho thanh tịnh và trí sáng suốt rồi nữa thì thấy đồng nhau hết. Nên tất cả các Đức Phật thấy giống nhau chứ. Còn mọi người đều thấy là thấy theo nghiệp mình. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái bước thứ hai này đó là mình phải xả nghiệp thức trước. Xả nghiệp thức được rồi, mình được thanh tịnh rồi, mình được giải thoát rồi, thì bây giờ nữa mình mới có cứu độ các cái hương linh trước. Cứu độ hương linh này là cứu ai trước? Tức là những người có duyên với mình. Mình mới cứu họ được. Ta nói có duyên với mình cho nên họ mới tới với mình. Còn không có duyên là không gặp. Không có duyên không gặp nhau được. Cho nên đầu tiên mà khi tôi đi tu đó, là tôi nghĩ là những người tôi cứu độ được nhất là những người thân của tôi nhất. Cha mẹ anh em thân bằng quốn thuộc mà họ đã chết rồi, cho nên mình có một cái liên hệ với họ, liên hệ với những người này. Vì vậy đó mà bây giờ mình tu rồi, mình tu rồi mình nghĩ tới họ thì họ liền nghĩ tới mình. Cái chỗ này là gần nhất và dễ độ nhất. Cho nên độ cha mẹ anh em mà chết rồi đó, dòng họ mình chết rồi đó thì độ dễ. Thì cái trường tất cả những người này nữa là khi mình tụng kinh mình nghĩ tới họ, mình nghĩ tới họ thì họ nghĩ tới mình,
Thì ở trong cái thế giới vô hình này đó, nó không có cách biệt. Thành ra thế giới mà vật chất đó, thì nó cách biệt, tức là từ đây mà ra Vũng Tàu đó, thì nó đã có cách biệt rồi. Một người ở đây, một người ở Vũng Tàu không thể nói chuyện với nhau được. Nhưng mà trong cái thế giới vô hình đó, nó cũng giống như là cái trường hợp mà bây giờ quý vị nối mạng vậy đó. Nên nối mạng thì trường hợp mình có liên hệ toàn cầu được, phải không? Mình liên hệ toàn cầu được. Ở trong cái nối mạng này đó, thì người nào mà có nối mạng thì cái người này có thể tiếp xúc với nhau được, có thể nghe với nhau được. Mà cái nối mạng này, tôi nói đầu tiên, tôi nói là đây là cái mối liên hệ vô hình giữa mình với họ. Bây giờ thì mình đây, cái liên hệ là qua mạng truyền hình. Nhưng mà khi mà mình tu chứng thì giữa mình đây, người với người đó, nó qua một cái thần giao cách cảm này. Tức là linh hồn của mình và linh hồn của họ. Tại linh hồn của mình thanh tịnh rồi mà nghĩ tới họ đó, thì họ cảm thấy an lành. Cho nên lúc đó đó, mình làm cho những người này được giải thoát. Vì khi mà tôi mới đi tu, thì ở trong dòng họ gia đình của tôi, họ chết vì chiến tranh nhiều quá. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi tụng kinh, tôi ngồi tôi tụng kinh, tôi thăm thiền. Nhưng mà tôi lại thấy những người này hiện ra. Tôi đã thấy những người này hiện ra. Thì khi mà họ hiện ra như vậy đó, thì lúc bây giờ mình dùng cái tâm thanh tịnh, mình dùng cái pháp của Đức Phật mà tác động qua họ, thì lúc bây giờ lần lần họ nghe, họ cũng cảm được. Họ cảm được, họ cũng được an vui giải thoát. Tại nên khi mà họ được an vui giải thoát rồi đó, thì sau này đó, tôi tụng kinh, thỉnh thoảng tôi cũng thấy lại họ. Thấy được, thấy bằng tâm, thấy bằng cái niềm tin của mình, cho nên vẫn thấy họ. Nhưng mà thấy lại họ thì không thấy họ đau khổ như hồi nãy nữa. Hồi nãy họ đau khổ vì họ chết một cách mà oan ức ở trong chiến tranh. Bây giờ cũng thấy họ, nhưng mà họ an vui hơn, họ thanh thoát hơn. Thì trường hợp khi mà mình nghĩ tới họ, họ nghĩ tới mình, hai cái này gặp nhau. Đây là đời sống tâm linh của tôn giáo. Mà cái người không có cái tâm này thì không thể tu đắc đạo được. Rồi tới cái thứ ba nữa là gì? Mình độ tất cả các vong linh khác. Thế nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà tới rằm tháng 7 này đó, họ đều đem tên họ tới, phải không? Đem tên họ tới nhờ mấy thầy cầu siêu dùm. Tôi thì tất cả những cái người đó mà người ta đem, người ta gửi tên họ tới cho tôi đó, thì cái trường hợp này đó, tôi bảo dưới phòng khách đó, tức là gom hết lại đem lên tôi. Tức là mỗi tối đó, tôi tụng kinh rồi tôi mới dở ra coi từng trang tên của mấy người này. Cho nên tôi mới kêu những cái người này nè, những người mà có tên này, con cháu gửi tới tôi này, về đây nghe kinh và về đây tu với tôi, để rồi đó cũng được giải thoát, được Đức Phật cứu. Cho nên cái này tôi làm. Mà như vậy đó, thì khi mà tôi làm đó, trải qua nhiều năm, thì tôi mới thấy có cái lạ là thực tế trong cuộc sống này đó, thì cái số Phật tử đó, họ theo tôi tự nhiên họ cảm tình với tôi mỗi ngày nó mỗi đông hơn. Tôi thấy này là, thì lúc bây giờ tôi mới nhớ lại khi tôi còn đi học đó, thì tôi gặp cái bà hội trưởng của cái hội Ryukai ở bên Nhật. Cái bà này kể là cái chuyện đời sống tu của bà đó, tôi thấy này đúng, nó trùng hợp với cái của tôi nghĩ. Thế nên bà này đó là dốt, không biết chữ, nghèo, ở mướn. Nhưng mà người ở mướn và không biết chữ, nhưng mà trở thành hội trưởng của một cái hội mà trên 3 triệu người, thì quý vị nghĩ sao? Đây là cái điều rất quan trọng nhé. Tại nên bà này không biết cái gì hết, nhưng mà cái thì giờ rảnh của bà đó, cái ngoài cái giờ làm việc đó, là bà cứ
ra cái mộ địa của chùa. Bà ra mộ địa của chùa, ra đó bà múc nước, bà rửa mộ. Ở bên Nhật thì họ theo cái kiểu của họ là rửa mộ. Mình đi tảo mộ đó là mình giấy mã. Nhưng bên kia nó không có cỏ, cho nên là mộ bằng xi măng, cho nên là múc nước rửa mộ. Mà khi bà rửa mộ này đó, ở trong nghĩa địa, thì lúc bây giờ đó, bà niệm Phật. Tức là vừa rửa mộ mà vừa niệm Phật. Bà này chỉ biết có niệm Phật thôi, chứ không biết gì hết. Không, bà này niệm Phật. À, mà bà này tại vì bà theo bên Nhật Liên Tông, cho nên bà không niệm Phật giống như mình. Mà bà niệm Nam Mô Miu Ren Kê Kiêu. Niệm kinh Pháp Hoa. Thì tự nhiên một khoảng thời gian sau đó, sau lại thấy một số con nít đó, nó thấy bà, nó chạy theo. Rồi lần lần cái này nó lớn lên. Nó làm quan, làm tướng, nó sùng bậu bà cách lạ đùng. Bà mới nhận ra được, bà nói là đây là những người mà họ chết oan ức ở dưới mộ này, nó nhờ bà niệm kinh mà họ nghe được, họ siêu thoát được, họ tái sanh được, cho nên tự nhiên họ có cảm tình như bà này. Cho nên nếu mà vị tỳ kheo nào mà phát tâm làm cái này, đang thấy có kết quả. Tôi thì nhờ một cái không biết gì, nhưng mà nhờ có một cái là cầu siêu, cầu an cho tất cả các Phật tử thôi. Tôi cũng làm cái nghề này, âm thầm làm thôi. Thành ra bao nhiêu cái cuốn sổ cầu an cầu siêu đó là tôi thỉnh lên ở trên phòng, tôi tụng kinh, tôi cầu nguyện họ. Tự nhiên sau này tôi thấy đi đâu cũng có nhiều người cảm tình, cho nên cái đây là quan trọng nhất. Cho nên cái mùa này là cái mùa Vu Lan báo hiếu của chúng ta. Nếu mà các vị giữ cái tâm mình cho thanh tịnh và mình cầu nguyện cho tất cả các cái hương linh mà của các Phật tử ta đem tới, ta nhờ mình cầu giùm đây đó, mà họ siêu thoát được thì tốt rồi. Tức là mình sẽ có những người bạn ở bên cực lạc, có những người bạn ở bên thiên đường. Rồi những người mà họ không siêu thoát mà họ tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, thì mình có những người bạn ở trên trần gian này. Họ rất quý trọng mình. Thì từ cái chỗ đó, đó mà Phật giáo mới trùng hưng được. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Vì cái mùa Vu Lan của chúng ta đó, thì nếu thiệt ra đó, nhìn theo Đại Thừa thì chúng ta thấy nó khác. Đó, từng nơi nó tổ chức khác. Như thường thì chúng ta cứ lấy mùa hạ, từ tháng 4 mình vào hạ tới tháng 7 mình ra hạ. Nhưng mà ở phía Bắc đó, của nước mình đây nè, tại cái mùa hạ là người ta kẹt cái làm mùa, cho nên chư Tăng cũng phải làm mùa, cũng phải sản xuất, cho nên hạ người ta không vô hạ được, mà người ta vô hạ trễ điểm tháng, cho nên ta gọi là hậu an cư. Cho nên người ta vô hạ tháng 5 và người ta ra hạ tháng 8. Đây là những cái trường hạ miền Bắc mà tôi đi thăm rồi tôi thấy là trường hợp đó. Họ đi vô tháng 5 và tháng 8. Cho nên tháng 4, tháng 5 thì thường thường tôi hay đi thăm các trường hạ miền Nam, miền Trung. Nhưng mà tháng 6, tháng 7 thì tôi đã thăm các trường hạ miền Bắc. Đây họ là hậu an cư, cho nên tới tháng 8 họ mới ra hạ. Rồi đó, Nam Tông đấy họ còn giữ nguyên cái đó, họ an cư tháng 6 mà họ ra hạ tháng 9. Tháng 9 là của Nam Tông. Thì như cái lễ Vu Lan mà cúng dường này đó, tức là cái mùa chư Tăng cấm túc an cư thanh tịnh, có thể liên hệ được với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh La Hán, cũng như tất cả các hương linh được. Cho nên cái mùa này là cái mùa mà của Phật tử ta tới, ta nhờ chúng Tăng cầu nguyện. Nhờ chúng Tăng cầu nguyện. Cho nên nếu mà chúng ta hết lòng, chúng ta cầu nguyện ấy, thì những người này đó, họ siêu sanh thoát quá được. Họ về Phật được thì tốt. Không họ sanh trời cũng được. Không tái sanh trở lại làm người. Họ bỏ cái kiếp ngạ quỷ họ đi, cái kiếp thù hận họ đi, họ sanh lại làm người. Mà họ còn có duyên gặp mình, họ gặp Phật Pháp, thì mình tiếp tục mà độ cho họ, để cho họ được tiến lên con đường giải thoát. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật muốn dạy
cho chúng ta. Thì tất cả các vị nên suy nghĩ kỹ và mình áp dụng cho nó đúng, cho nó có kết quả, thì Phật Pháp mới có thể phát triển được. Còn nếu chúng ta chỉ làm cái hình thức cho có không, thì cái này người cúng thì cũng không được phước, mà cha mẹ cũng không được siêu thoát, mà mình thì lãnh mà không làm được thì cũng lại mang nợ, này rất nguy hiểm. Thấy thì đơn giản, nhưng mà nhìn kỹ thì rất quan trọng. Cho nên các vị nhớ khi Kinh Du Lan mà Đức Phật dạy chúng ta, định tâm thần quán đủ đừng quên. Cái này cho xong ý định hành thiền, tức là cầu nguyện cho xong cái này đi, sau rồi mới dụng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Đây, phải làm cái trách nhiệm mình làm trước, phải định tâm, phải quán tưởng những cái người mà chưa được siêu thoát, và làm cho họ được siêu thoát rồi nữa thì sau này mình mới thọ dụng. Chứ còn thọ dụng mà không làm cái chuyện trước này nữa là mắc nợ. Cho nên nhiều người tu đó mà thọ dụng nhiều quá thì lại mắc nợ. Mắc nợ thì cái này không. Cho nên tôi đó, thì trường hợp đó, thực tình mà nói đó, thì tôi rất sợ cúng dường, tôi rất sợ trai tăng. Cho nên tôi chỉ muốn cầu siêu cho những người mà chết, cầu an cho những người đang sống, nhưng mà tôi không muốn thọ dụng. Đây là cái nguyện của tôi đó, mà tôi thấy nó có kết quả, thì quý vị nên suy nghĩ. Tức là phải cố gắng làm cái việc trách nhiệm của mình rồi mới thọ dụng. Chứ mà thọ mà không làm đó, thì cái trường hợp các vị mà tăng ni của chúng ta nên nhân cái mùa an cư mà chúng ta chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, thì chúng ta đã mãn hạ rồi, thì cái khoảng thời gian ngắn còn lại đây, thì tất cả các Phật tử mà họ có gửi tên họ tới để mà cầu siêu á, thì cố gắng mình định tâm để cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Thì cái trường hợp này đó, thì tất cả những cái người này siêu thoát rồi đó, thì họ mới hộ trì cho Phật Pháp, và con cháu họ mới có thể làm ăn phát đạt được đó, thì họ cũng hộ trì Phật Pháp, thì Phật Pháp chúng ta mới hưng thành. Đó là chúng ta trả được cái ơn của chư Phật. Thì tôi xin ngừng ở đây.